Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp đôn đốc thực hiện kế hoạch, hành động thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư, nghị quyết 52 của Chính phủ về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 32 cũng như nghị quyết 52, tập trung vào những vấn đề mà phía EC khuyến nghị. Ban chỉ đạo IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng lên kế hoạch cụ thể hàng tháng từ nay đến tháng 10 bằng mọi giải pháp phải ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và kiên quyết xử lý triệt để tàu cá vi phạm. Trước khi đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC quay lại kiểm tra, các địa phương cần đảm bảo tất cả các tàu cá đi khai thác trên biển phải hợp pháp, đồng thời tăng cường kiểm soát, xác nhận tại cảng, phục vụ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu minh bạch, hợp pháp.